Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trong cái vườn mít, mà đây là mít không hạt ở ngay tại xã Bình An ha. Đây là một cái vườn mít của bạn mình. Thì đây là cái mùa đang có trái nè. Muốn làm cái video này cho tất cả các bạn cùng tham quan cái vườn mít này nha. Đây có một người đang tỉ cành. Mấy cái đó mình giật chét hết rồi. Đây các bạn. Đó, đối với những cái chét nó lên vậy là giật nè. Tỉ lại hết để cho nó có sức để nuôi trái. Một cây hiện tại bây giờ mình thấy để khoảng 6-7 trái vậy. Ủa cái này ngày nào cũng tỉa hả chú? Là tỉa liên tục mà. Ủa vậy ha, nó ra liên tục luôn ha. Ủa mấy cái này đợt là Phúc nó có bán được lứa nào vậy ta? Bây giờ nó bán ra. Bây giờ là nó chính là ra, nó bán ra ha. Là mấy cái chét như thế này là tỉa hết. Không cho nó ra. Không cho nó ra sồi sề như cái trái, những trái cây bên kia nè. Cũng tỉa luôn. Đây cây này nhỏ thì mới ra được hai trái nè. Ủa cây này trồng sao sao mà thấy nó lại ấy ta. Trái rất là bự nè. Mà trái này còn non chưa chín đâu. Nào mà lớn chút là lấy cái lưới này bao lại nè, chứ để khỏi mấy con sâu rầy đó nó bám ha. Cái vườn này khoảng hết bao nhiêu cây này chú ha? Cái khu vườn này thì cái diện tích của nó nằm chắc khoảng 3 hecta á. Nhưng mà ở đây có một số cái là trồng chưa hết. Ở phía xa kia thì phải có xoài. Đây là tỉa cành hết. Đó, những cái chét như vậy là tỉa hết rồi. Này, bạn thấy cây thì nằm khoảng 5 trái, để khoảng 5 trái, 6 trái đó thì để cho cái nó mới đủ sức nó nuôi. Chứ còn mà ví dụ như để nhiều quá thì cái trái nó lại không có được đẹp. Đây là một cái giống mít, nói chung là cũng rất là khó. Tại là nó là đặc biệt là nó là mít không hạt, tức là nó không có hạt. Chúng ta sắc giống như sắc dưa hấu vậy, chúng ta ăn. Hiện tại bây giờ không có cái mít nào chín, thì phải có mít nào chín là Ba Độ TV sẽ review cho tất cả các bạn coi luôn, nhưng mà nó lại không có. Thì bữa nay đi lên lại không gặp bạn mình hiện tại sáng nay chắc bạn công việc nên là không có lên trên vườn. Tại vì cái vườn này giống như là phải canh tác thêm, chứ còn nghề chính là nghề dạy học, làm giáo viên. Do đó là thời gian rảnh là lên, còn thôi là phải mướn người. Ví dụ như nãy là mướn cái chú đó đang hàng ngày là tỉ chét. Tỉa những cái chồi mới nó ra, mình không cho cái chồi mới nó ra. Thì những cái cây thì nó chỉ có ở những mình cho nó ra ở những cái nhánh thôi. Rồi đây đó. Thì cái mít này nè, nó có một cái điều mà rất là khó chịu, đó là hái xuống mà nếu mà nó dập thì nó cũng bị hư, và đụng nước nó cũng bị hư. Do đó là đối với trồng cái mít này thì đối với mùa này nè, thì nó vừa bớt mưa. Anh ấy xin lỗi, cái mùa này thì nó không có mưa thì nó sẽ trái nó sẽ tốt hơn. Do đó mít này thì có thể là canh tác khoảng cho trái vụ, tức là trước Tết á thì bắt đầu xử lý để cho nó ra hoa, thì tới bây giờ nó mới có. Thì mình nghĩ là tầm mùa này bán là thời gian lý tưởng nhất để mà bán những cái loại quả như thế này. Chứ còn vô mùa mưa thì nó rất là dễ bị nứt nè, nó bị thúi, bị hư ha, tỷ lệ hư hao rất là nhiều.
Đây, các bạn thấy vô trong vườn mít nhìn rất là mát. Những cây mít là nó lên đều luôn nha. Đây là mít không hạt, giống không hạt. Đây. Nếu các bạn nào muốn dùng thử thì mình sẽ để cái số điện thoại ở phía dưới video này, để các bạn có thể là đặt hàng, các bạn dùng thử. Cái mít này khi mà nó chín là nó đều hết, chín đều hết thì ăn rất là ngon và rất là thơm. Thì hiện tại bây giờ giá thì mình không có biết là giá tại vườn bao nhiêu, thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại mình để dưới ở cái phần mô tả ha. Thì tất cả các anh chị sẽ liên hệ với bạn mình, rồi có thể là nó ship hàng tới tận nơi cho tất cả các bạn. Đây, ở phía dưới kia là các bạn thấy này, đó phía dưới đó là trồng sen với xoài, mà đây là xoài như là xoài ăn sống, xoài này ăn ngọt lắm. Các bạn thấy đi vào ở trong cái vườn nó cảm giác thứ nhất là nó mát, thứ hai là có cây xanh đồ, nó tạo cho mình rất là thích thú ha. Nếu mà các bạn muốn tham quan cái vườn mít này thì các bạn tới xã Bình An, các bạn hỏi vườn mít không hạt của thầy Phúc thì người ta sẽ chỉ. Hoặc là các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để phía dưới link này nè, rồi để các bạn có thể liên hệ trực tiếp để cái gì thầy Phúc thì cũng dẫn lên vườn để các bạn tham quan, hoặc là các bạn mua trái trực tiếp tại vườn gì đó. Thì cái này là khi mà các bạn liên hệ thì các bạn hỏi nha, chứ nhiều lúc là tới vườn không phải là lúc nào mít nó cũng dính đâu, nên giờ đó các bạn phải đặt hàng trước rồi liên hệ dưới chỗ bạn mình, chỗ thầy Phúc, thì thầy Phúc sẽ dắt lên ha, hoặc là thầy Phúc sẽ tư vấn thêm về mít không hạt này. Đây các bạn thấy, thứ nhất là mát, thứ hai là nhìn vô những cái trái mít mà nó treo lủng lẳng trên cây nhìn rất là đã ha. Ở đây thì mình đi gần cuối vườn rồi, thì mình nghĩ cái này nó nằm khoảng mấy trăm gốc, tại vì cái khu rẫy này nó nằm ở sát chứ bên cái triền núi ha. Rồi nó rộng khoảng 3 hecta hơn gì đó, trồng khoảng mấy trăm cây, nhưng mà đây nó vừa xen canh. Thì ở phía dưới đây là nó lại có chuối nè, rồi xoài. Đây là mình đi ra vườn xoài cho tất cả các bạn coi ha. Đây có trồng xe canh với cây xoài nè, này rất là đẹp. Ở phía xì nữa, rất là xa ha. Đây giờ thấy đó, một lọt ở đây luôn, lọt rất xa, trồng hết mặt cây nào nó cũng cho trái đều ha. Đây các bạn nè, thấy trên đây có cái trái rất là đẹp đó. Cái trái mít mà làm như này là cái công chăm sóc đó, phải kỹ nó mới ra đều nha, chứ còn mà nó eo ùa quá thì nó lại không ngon. Mít nó phải ra tròn đều hết thì nó mới ngon. Mình cố gắng để mình đi xuống ngay chỗ mấy cái vườn xoài luôn. Ở đây phía đây nè các chị, các bạn thấy nè, ở phía đây nó có mấy cây xoài ha. Đây đó, mấy cái xoài mọc theo cái bờ mương này, mình sẽ đi theo đây đi xuống. Vô vườn mít thì mát lắm các bạn ơi. Đi tham quan, mình muốn đi tham quan đi trải nghiệm là mình đi về những cái vùng như này, những vườn cây đồ, nó cho cái không khí nó vừa mát mẻ và nó cho mình có một cái gì đó nó thoải mái hơn, đúng không? Đối với một số mà mấy anh chị, mấy cô chú mà ở thành phố thì cái không khí nó ngột ngạt, còn nếu mà được đi về những cái vùng như thế này tham quan hoặc là đi chơi gì đó thì mình thấy nó rất là thoải mái. Do đó là mình cũng chọn cái vườn mít này để mình tham quan, mình quay cho tất cả các bạn và các anh chị, các cô chú coi ha. Các bạn và các cô chú nếu mà lần đầu tiên ghé qua kênh Ba Đô TV thì hãy giúp kênh đăng ký ha, để cho kênh này càng phát triển hơn. Và hãy like và share video để cho mọi người cùng theo dõi và cùng biết về vườn mít không hạt này. Ồ, vườn mít này rộng lắm, mình đi một chút mà mình thấy nó bọt rồi. Đa số là trồng mít là nhiều, chứ còn ví dụ như là xoài đồ thì trồng xen canh thêm thôi. Ở đây có một số trái này đây các bạn thấy, đây có một số trái nó bị hư. Thứ nhất là những cái trái mà nó eo như thế này nè, là nó không có kinh tế, bắt đầu phải bỏ đi để mà mình tiễn chọn và nuôi những cái trái mà nó cho nó đẹp, nó tròn, nó đều hơn ha. Này
đây con cây thứ 7 để bày sóc các bạn. Chúng tôi sóc vô nó vô nó phá mít. Đây. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ tới vườn xoài rồi nè, tới cái khu mà trồng xoài. Đây thì không thấy trái, mình thấy trên kia có mấy trái nha. Trên phía cây kia thì có mấy trái ha. Thì đây các bạn thấy là phía đây nè, phía trên đây nè. À, đó là núi. Cái này lúc trước á, là các bạn biết là ở đây là một cái khu rừng rất là rậm. Và nó lúc nhỏ, hồi đó lúc nhỏ mình ở đây á, mà mình đã đi mà chăn bò vô đây á, là rừng cây rất là nhiều. Và ở trên đỉnh núi đó là toàn cây cam liên không ha, cam liên, cam xe, dày đặc hết. Và ở đây các bạn biết ở đây là hồi xưa mà trên cái núi này nó có rất là nhiều bom mình nha. Có rất nhiều bom mình. Và bây giờ là người ta ra, ta gỡ hết rồi. Bộ đội tập già ta ra, gỡ hết rồi đó. Nên là chứ hồi xưa mà ví dụ như tụi nhỏ mà tụi mình hay đi chăn bò trên đây nè, là bắt đầu là cứ lụm những cái ấy, cái mình mà nó còn rớt lại cái trong trống, cái trục á, rồi là cái dục vô cái góc gom lại hết. Bò ở đây thì nói chung là nó không có bị ảnh hưởng của bên mình gì đâu. Rồi lâu ngày bây giờ kinh tế phát triển rồi thì bây giờ cái vùng này thì đã được khai quang và cấp đất cho người dân để người ta canh tác. Đó, nên là cái vườn mít này nó nằm ngay địa thế là ngay trên cái triền đồi, ngay chỗ vừa mép triền đồi của cái núi Tà Mô. Ở đây gọi là núi Tà Mô ha. Đây. Thì ở đây xoài thì cũng nằm chắc khoảng mấy chục gốc thôi, cái vườn mít xoài. Ở đây là cái bương nước. Cái bương nước này nước có quanh năm, tại đây là nước hồ. Nước ở trên hồ Gà Dây á, có một cái video trước mình đã quay cho các bạn coi cái hồ Gà Dây rồi. Thì đây là cái mương nè, nó cung cấp nước về ở đây một phần. Rồi rất là nhiều phần ha. Rồi. Đây là các bạn thấy nè, đây có cái xoài. Đây có cái xoài. Nói chung là đi trong cái vườn nó vừa mát mà cái cảm giác mà rất là thích. Rồi, bây giờ mình quay lên lại thôi, hết đây là cái cuối cái vườn rồi. Rồi, Kevado xin kết thúc video ở đây. Nếu tất cả các bạn và các anh chị, các cô chú yêu thích vườn mít cũng như muốn tham quan thì tất cả các anh chị, các cô chú có thể là liên hệ số điện thoại ở dưới mình sẽ để ở dưới ở cái phần bình luận của video này để tất cả các anh chị, các cô chú liên hệ với chủ vườn để được tham quan hoặc là đặt hàng để về mình dùng thử. Tại vì cái mít không hạt này mình đã ăn qua một lần rồi rất là ngon. Khi mình ăn thì mình chỉ gọt cái vỏ thôi, rồi mình sắc từng miếng như miếng dưa hấu vậy đó. Thì mình ăn luôn, nói chung là không có bỏ gì hết. Tại vì cái sơ của nó luôn là nó cũng ngọt. Nó là cái phần luôn mà, nó là vừa muối vừa sơ nó dính với nhau. Rồi mà mít nó lại không có hạt nữa. Nên đó là mình ăn cảm thấy giác rất là ngon ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú ở video sau nha. Và đừng quên bấm like, share để cho mọi người cùng theo dõi. Và để mọi người biết đến vườn mít không hạt này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị. Bye bye.